Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cholex. Hiện tại thì mình đang có mặt tại căn hộ của chị Trang tại cao ốc Sa Cha Phú Nhuận. Và ngay bây giờ đây thì kỹ thuật của bảo Cholex đang lắp đặt một bộ dàn âm thanh cho nhà chị, một bộ dàn âm thanh cao cấp được sử dụng toàn bộ hệ thống âm thanh của JBL, trị giá cấu hình hơn 80 triệu đồng. Và bộ dàn này bao gồm chi tiết cùng những thiết bị gì, như thế nào, có hay hay không, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng xem chi tiết cấu hình của bộ dàn âm thanh ngày hôm nay được chuyên viên tư vấn của bảo Cholex Hồ Chí Minh lắp đặt cho gia đình nhà chị Trang. Như các bạn đã thấy, đây chính là không gian phòng khách của căn hộ nhà chị Trang. Phía trước này chính là hai cặp JBL KP4010 được chuyên viên tư vấn của bảo Cholex Hồ Chí Minh tư vấn cho chị. Như các bạn đã thấy thì đây chính là chiếc JBL 4010 bên tay trái mình, đây bên kia chính là chiếc bên tay phải. Trong bộ dàn này thì chuyên viên tư vấn của bảo Cholex tư vấn và phối ghép cho chị chủ yếu là những thiết bị của JBL kết hợp cùng với BCA Acoustic. Trong bộ dàn này đó là micro, đó chính là micro BCA Acoustic UGX12V. Đi cùng với đó là một mixer JBL KX180. Và kết hợp với cục công suất JBL X6. Bộ dàn này còn được kết hợp với lại một micro cổ điển của BCA Acoustic. Một mixer cổ điển BCA Acoustic, đây chính là bộ thu các bạn. Còn đây chính là chiếc micro BCA Acoustic cổ điển. Một thiết bị nữa trong cấu hình này đó chính là sử dụng đó là hệ thống đầu màn AR3006TK của Ariang. Đấy, như các bạn đã thấy đấy, đây chính là không gian phòng khách của nhà chị. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nghe thử chất âm của bộ dàn. Ngày gió mưa không còn, tiếng đường dài thật dài, đang mặc một tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thắm bao lời xưa, vui buồn của anh đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ vô tâm tự nhà. Tình người sống thương mê vẫn xa, dù bao tháng năm đau thương giật vui. Chừng quên vánh ta, ai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Vậy là vừa rồi mình đã review cũng như giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn cấu hình chi tiết của bộ dàn được lắp đặt cho gia đình nhà chị Trang. Để biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm âm thanh, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy liên hệ với bảo Cholex qua website baocholex.com hoặc liên hệ trực tiếp vào số tổng đài 19000255 để được hỗ trợ cũng như là tư vấn. Xin gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video lần sau. Xin cảm ơn.